Xin chào các bạn nhé. Video hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn vẽ một mái tóc nữ bằng than. Ở video này thì mình sẽ dẫn các bạn rất là cụ thể, nhưng mà video thì không thể kéo dài được, bởi vì là nó có thể lên tới 15 20 phút chẳng hạn, cho nên là các bạn xem nó sẽ rất là lâu, mất thời gian. Cho nên mình đã tua nhanh một chút và mình hướng dẫn bằng lời thoại thì các bạn sẽ rất là dễ hiểu nha. Đầu tiên các bạn, khi mà sau khi các bạn dựng hình, các bạn tách mảng, các bạn phân tóc rồi thì chúng ta sẽ dùng cục than. Cục than ở đây thì chúng ta có thể mua cái cục phấn tiên màu đen, hoặc lên mạng chúng ta có thể mua một cục than vuông màu đen ấy, nó chỉ tầm 15 ngàn một cục thôi. Đấy, và khi mà về chúng ta sẽ bẻ ngắn ra khoảng một đốt ngón tay. Nó khoảng một đốt ngón tay nhé. Và chúng ta cầm và chúng ta vuốt theo cái đường của mái tóc nha. Đường của cái nếp tóc ấy, thì nó sẽ được một cái form tương tự như trong hình, trong video. Và sau khi vuốt rồi thì chúng ta sẽ dùng cái bước tiếp theo là chúng ta sẽ dùng cục than đó và chúng ta nhấn thêm lên những cái mảng mà nó tối hơn như trong video. Các bạn thấy là tôi đã nhấn lên những cái mảng đen thì nó đã ra được cái khối tóc tối và sáng. Đó, sau khi chúng ta nhấn như vậy, chúng ta dùng tay, chúng ta dùng ngón tay nha. Các bạn lưu ý là chúng ta phải dùng ngón tay, không được dùng giấy, bởi vì nếu như mà chúng ta dùng giấy ấy, thì là nó sẽ bào than ra nha. Rồi sau khi mà chúng ta di nó xuống rồi thì chúng ta sẽ dùng cục gôm, cục tẩy, chúng ta cắt vát đầu đi và chúng ta lấy nghiêng góc những cái vùng sáng lên như ở trong video tôi đã lấy nha. Tức là lấy những cái vùng sáng của cái mái tóc lên trước nha. Rồi sau đó thì chúng ta chỗ nào nó tối thì chúng ta chèn thêm. Rồi chúng ta tối chúng ta chèn thêm tương tự này. Rồi chúng ta chèn thêm lên để cho nó đủ sắc độ, nếu không thì nó sẽ bị không được tạo độ sâu cho mái tóc nữa. Rồi chúng ta chèn thêm và chúng ta di cho nó mịn nha. Và tiếp tục chúng ta vẫn cứ dùng cục gôm tẩy đó và chúng ta lấy sáng những cái vùng sáng của mái tóc lên. Rồi, cứ vùng nào sáng thì chúng ta lấy lên nha. Nhớ là khi chúng ta dùng gôm tẩy thì chúng ta phải thả lỏng cổ tay ra nha. Các bạn nhớ là thả lỏng cổ tay để vuốt đó, chứ không phải là chúng ta cứ ghì mạnh cái tay là chúng ta vuốt nha. Có thể mình vuốt nhiều lần đó, chúng ta vuốt lên, vuốt những cái mảng sáng to nhất này trước. Nó sẽ ra được cái mái tóc tương tự. Sau khi mà chúng ta vuốt xong được những cái mảng lớn rồi thì chúng ta sẽ dùng bút gôm này. Cái bút gôm tẩy chúng ta có thể mua cái loại bút Momo xanh như của mình sử dụng trong video này. Nó cũng không có mắc lắm đâu nha. Bút Momo màu xanh nha. Và chúng ta sẽ dùng nó để lấy những cái vùng sáng của cái mái tóc thêm lên và những cái sợi tóc con đấy. Các bạn để ý trong cái mái tóc ấy, nó có những cái sợi tóc con. Thì chúng ta mà tóc con thì thường nó sẽ quăn mà. Nếu chúng ta dùng cái cục gôm thì chúng ta sẽ không thể nào mà thể hiện được những cái cọng tóc nhỏ bé và nó sáng như vậy, thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải dùng cái bút gôm nha. Còn nếu như các bạn nào bí quá thì có thể cắt vát cục gôm đi và lấy khéo một chút nha, lấy khéo thì thả lỏng cổ tay, lấy khéo một chút để tạo những sợi tóc con cho nó tự nhiên. Cái cách vẽ này thì nó rất là đơn giản, nó đơn giản lắm. Nếu như mà cái mái tóc xoăn á, tóc con tóc xoăn á mà chúng ta sử dụng bút chì, chúng ta chắc chắn sẽ không vẽ được, bởi vì bút chì vẽ rất là khô, nó khô và nó không được lấy sáng, nó không được mềm mại đâu, nó khô lắm. Cho nên chúng ta sử dụng than nó rất là dễ vẽ nha, nó rất là dễ vẽ, rất là đơn giản để chúng ta sử dụng được mái tóc. Kể cả là khi mà các bạn dùng than đấy, như ở trên mái đấy, kể cả là cái mái tóc nó mượt hay là mái tóc xoăn thì các bạn vẫn sử dụng than, nó vẫn đều là hiệu quả, rất là hiệu quả luôn nha, nó rất là hiệu quả. Có rất nhiều cách hướng dẫn, các bạn có thể bấm vào trong kênh của mình để xem mình chỉ dẫn rất là nhiều video chỉ dẫn cho các bạn học vẽ từ xa nhé. Cảm ơn các bạn đã xem tới đây. HTA xin chào tạm biệt các bạn.